Xin chào cả nhà mình. Hôm nay kênh Bếp Việt Official xin chia sẻ với nhà mình món đùi gà chiên nước mắm với sốt nước mắm mà mình mua sẵn ở trong siêu thị á cả nhà. Để làm món đùi gà sốt nước mắm thì ở đây em có 4 cái đùi gà. Đùi gà sau khi mình làm sạch sẽ hết rồi ha, mình ngâm nước muối mình sạch sẽ hết thì mình sẽ cắt ngay chỗ đùi gà mình cái khía vậy nè để khi mình ướp gia vị được thấm. Ở trong đây thì em cho vào đây một muỗng tỏi, 1/4 muỗng hạt nêm, một chút xíu tiêu và một chút ít mật ong, một muỗng nhỏ mật ong thôi cả nhà, để cho cái phần gà của mình ngon hơn. Cả nhà cho thật là ít thôi, tại vì cho nhiều chút xíu mình chiên nó sẽ bị cháy ha. Rồi sau đó mình đảo gia vị lên, mình trộn gia vị lại cho nó thấm và mình để trong tủ lạnh nó khoảng chừng 1-2 tiếng nha, cho phần đùi gà của mình thấm ha. Rồi nếu bạn nào thích mùi thơm hơn thì mình có thể cho vào đây một chút xíu thôi nha cả nhà, ngũ vị hương. Còn nếu không thì thôi mình để vậy để cho nó dậy mùi nước mắm. Rồi giờ mình sẽ để trong tủ lạnh khoảng chừng 1 đến 2 tiếng cho phần đùi gà của mình thấm nha. Rồi thịt gà em để trong tủ lạnh khoảng 2 tiếng rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ bắt chảo lên chiên, nhưng mà trước khi chiên thì mình sẽ rắc qua bên phần bột gà hoặc thịt gà nè, một chút xíu bột bắp hoặc là bột chiên giòn cũng được nữa cả nhà. Mình chỉ rắc một lớp thật là mỏng thôi nha, để khi mình chiên thì cái da bên ngoài nó vẫn giòn hơn. Ở đây em có thêm một chút miếng ức nữa nè. Mình rắc một lớp bột thật là mỏng bên ngoài. Bột chiên giòn cũng được, bột mì cũng được nữa cả nhà. Một lớp thật là mỏng bên ngoài thôi. Rồi bây giờ mình sẽ bắt chảo lên mình chiên nha. Dầu nóng mình cho đùi gà vào mình chiên vàng ha cả nhà ơi. Rồi mình cho ngập dầu mình chiên vàng phần đùi gà này. Đùi gà mình có tẩm một ít bột, một ít gia vị. Rồi mình sẽ cho vào mình chiên vàng phần đùi gà. Cả nhà có thể thay thế bằng cánh gà cũng được, cánh gà chiên nước mắm. Hôm nay em làm đùi gà và có thêm một chút xíu ức. Rồi mình sẽ chiên vàng phần đùi gà này nha. Rồi đùi gà vàng rồi mình cắt ra ngoài ha cả nhà, mình để vào giấy thấm dầu cho nó thấm dầu ha. Rồi vừa vàng tới luôn ha, mình để ra ngoài. Rồi tiếp tục vậy mình chiên hết 4 cái đùi gà này luôn. Mình phủ một chút xíu bột rồi thì mình chiên đùi gà rất là giòn. Rồi phần đùi gà mình chiên xong rồi ha, vàng ươm luôn cả nhà ơi. Rồi giờ mình sẽ cho vào chảo và mình cho phần nước sốt, mình đảo qua phần nước sốt ha. Đây cả nhà, 4 cái đùi gà và mình sẽ cho phần nước sốt của nước mắm mình đảo qua. Ở nhà mình làm phần nước sốt nước mắm thì cũng được nữa, nhưng mà hôm nay em làm thử cái phần mà mình mua sẵn về nhà, mình làm sẵn thì mình ăn cho vị thế nào. Đùi gà sốt nước mắm. Hôm sau em sẽ chia sẻ với cả nhà mình một clip về cách làm nước mắm để mình làm đùi gà sốt nước mắm nha. Hôm nay mình thử ăn cái sốt nước mắm mà mua sẵn, làm sẵn thế cho nè. Rồi giờ mình cho phần sốt lên trên phần đùi gà, rồi sau đó mình đảo qua ha. Cho cái phần sốt ngấm vào trong đùi gà. Bạn nào thích ăn thịt, ăn cánh gà thì mình sẽ làm cánh gà. Bạn nào thích ăn thịt nhiều thì mình làm phần đùi gà. Đây mình phủ qua một lớp, mở lửa nhỏ thôi nha cả nhà mình ơi. Khi mà mình chiên đùi gà mình lấy dao mình cắt nhỏ nhỏ trên phần đùi á, cho mình chiên nó chín tới bên trong thôi nha, cái mùi nước mắm nó xông lên. Và khi mà mình đảo qua phần nước mắm gì nè, nó sẽ thấm vào trong đùi gà rồi bóng ngời luôn ha. Phần đùi gà sốt nước mắm của em làm rất là nhanh. Rồi xong rồi cả nhà ơi, giờ mình sẽ cho ra dĩa thôi. Dạ rồi cả nhà ơi, món đùi gà chiên nước mắm của em vừa xong. Mình sẽ xếp ra dĩa và mình sẽ ăn kèm với một ít muối tiêu chanh nha. Hoặc là bạn nào thích ăn tương ớt thì mình sẽ ăn với tương ớt. Cảm ơn cả nhà đã xem kênh Bếp Việt Official. Cả nhà ơi, cả nhà xem kênh nếu mà thấy thích, cả nhà bấm giúp em nút đăng ký nha. Hoặc là bạn nào đăng ký rồi thì em cảm ơn vô cùng. Hoặc là bạn nào có nhận xét, có góp ý gì vui lòng comment để em có thêm động lực cho ra nhiều clip nữa nha. Cảm ơn nhà mình rất nhiều, món đùi gà chiên nước mắm của em đã xong. Mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha.